Chào bạn, bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều thứ tư ngày 1 tháng 11 năm 2017. Hôm nay mình nhận thấy cặp euro bảng Anh có cơ hội để chúng ta setup lệnh của chúng ta vào lệnh có thể trong ngày hôm nay các bạn. Chúng ta qua biểu đồ giá, chúng ta xem. Ở đây chúng ta xem weekly chart, các bạn thấy đây là dùng hỗ trợ các bạn, dùng hỗ trợ ở 0.8309. Chúng ta qua bên daily chart, chúng ta vẽ một cái trend line từ ở dưới đây lên, từ cái vùng thấp nhất đi lên. Vậy chúng ta thấy giá đã phá cái trend line này. Ok, tuy nhiên giá vẫn còn đang nằm tại cái vùng hỗ trợ ở đây. Nếu chúng ta băng ngang một cái đường line ngang, bạn thấy giá đang gặp hỗ trợ đây, hỗ trợ mạnh. Vì sao mạnh? Bởi vì mình thấy kết hợp với tại cái vùng giá này, chúng ta thấy MA200 cũng nằm chung ở đây luôn. Nếu chúng ta xét tiếp ở đây, các bạn thấy giá đang nằm trong một cái tam giác các bạn. Ok, nếu giá hôm nay break out cái vùng đáy này, vùng đáy khoảng 0.8745, khả năng giá sẽ về 0.8310 là rất lớn các bạn. Hôm nay 1 giờ đêm hôm nay Mỹ có công bố lãi suất theo như dự đoán sẽ là không tăng, và chiều ngày mai 7 giờ tối bảng Anh theo dự đoán sẽ tăng lãi suất lên từ 0.25 tăng lên 0.5. Nếu thực sự bảng Anh tăng lãi suất, cặp euro bảng Anh này có thể giảm, đó là điều khả năng tương đối xảy ra là cao. Giờ chúng ta quan sát cho thật kỹ cặp này. Nếu giá break out cái đáy này, break out luôn EMA200, khả năng giá sẽ tìm về dùng 0.8310. Ngược lại, một cú break out fail. Ok, bạn có thể đảo chiều đi lên ngược lại. Đó là những phân tích nhận định của mình. Chúc các bạn giao dịch thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều.